Thưa quý vị, từ ngày 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, tức là từ 22 đến 24 tháng 3 âm lịch, lễ cúng ông Nam Hải diễn ra tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Ngoài lễ cầu quốc thái dân an, lễ cúng ông Nam Hải năm nay còn có biểu diễn hát tuồng cổ, hát bội. Đây là dịp để bà con ngư dân cầu mong bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá, có cuộc sống ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. Đồng thời là dịp để mọi người báo nghĩa, đền ơn, uống nước nhớ nguồn,